Xin chào anh em, là Kiên, chuyên review đồng hồ chính hãng. Rất vui khi được gặp lại anh em. Mình là chủ kênh YouTube Kiên Luxury và bên mình chuyên review, phân phối những sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Thụy Sĩ như là Hublot, Rolex, Omega, Patek Philippe. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em hai chiếc đồng hồ Rolex cũng như Hublot mình vừa mới về, và cả hai này của mình sẽ đều với tình trạng lướt full set đầy đủ, full hộp, sổ thẻ, phụ kiện bảo hành đi kèm theo. Ở trong video này mình sẽ đánh giá chi tiết cả hai chiếc đồng hồ. Đồng thời mình sẽ trên tay phần cuối video để anh em thể nắm được tất cả mọi thứ về hai chiếc đồng hồ ngày hôm nay anh em nhé. Sơ qua một chút thì ở đây mình sẽ có được một em Rolex Datejust. Em này của mình thì sẽ được xuất ra khỏi store vào tháng 12 năm 2022. Với cái date này thì anh em sẽ có được bảo hành đến tháng 12 năm 2027 với chính sách bảo hành 5 năm đến từ thương hiệu Rolex. Còn ở dưới đây thì mình sẽ có đó chính là một em Hublot. Em này của mình thì sẽ được làm bằng vàng King Gold nguyên khối toàn thân. Và với cái date xuất khỏi store vào tháng 5 năm 2023 thì anh em sẽ có được bảo hành đến tháng 5 năm 2025 với chính sách bảo hành 2 năm toàn cầu đến từ thương hiệu Hublot. Bên mình thì sẽ bảo hành shop cho anh em là 2 năm tính từ thời điểm anh em lấy tại shop bên mình, có nghĩa là đến 2026. Bên mình thì ngoài những chính sách rất ưu đãi ra thì mình còn hỗ trợ anh em lên đời, xuống đời, quay đầu, nhập lại. Nói chung là mọi chính sách tốt nhất để an tâm chơi cũng như là trải nghiệm những dòng máy xa xỉ mà bên mình phân phối. Chiếc đồng hồ Rolex thì nó sẽ mang đến cho người chơi, người đeo một sự sang trọng, một nét tinh tế và cũng rất là đẳng cấp. Về mặt thiết kế thì chiếc đồng hồ này anh em có thể đeo ở trong bất cứ dịp nào trong cuộc sống của anh em, từ đi làm hàng ngày cho đến cái việc anh em đi gặp đối tác, cho đến việc anh em đeo để dự tiệc, hay trong bất cứ dịp anh em đi chơi nào thì chiếc đồng hồ này đều cực kỳ hợp lý anh em nhé. Size mặt thì sẽ là 41mm và đây là một cái size rất là vừa vặn, phù hợp với anh em có chu vi cổ tay nhỏ, cổ tay vừa cũng như cổ tay to. Có thể một số anh em sẽ băn khoăn là size 41 thì tại sao tay nhỏ vẫn đeo được, thì anh em có thể thấy ở đây trên tay mình là 15.7cm, trên đeo chiếc đồng hồ này cực kỳ hợp lý. Và anh em kể cả nhỏ hơn tay mình tầm khoảng 1 phân, có nghĩa là loanh quanh gần 15cm thì anh em vẫn có thể đeo được chiếc đồng hồ này, trừ khi là anh em tay quá nhỏ, ví dụ như là chỉ loanh quanh 14 hay là 13cm mà thôi thì anh em đeo sẽ hơi khó một chút. Chất liệu thân vỏ thì sẽ là đề mi vàng hồng 18K, thì mình sẽ có được phần niềng cùng với 3 mắt chỉ giữa của dây, cùng với cả phần khóa thì sẽ được làm bằng vàng hồng, vàng Emerald Gold, một loại vàng mang công nghệ chế tác độc quyền đến từ thương hiệu Rolex. Kết hợp với đó thì sẽ là thép không gỉ 904L, một loại thép gần như là chỉ có Rolex sử dụng ở trong những dòng máy cao cấp của mình mà thôi. Với loại thép này thì nó sẽ tăng thêm độ sáng bóng và nó sẽ tăng thêm cái khả năng chống ăn mòn dành cho thiết kế đồng hồ. Thép 904 thì nó sẽ đắt đỏ hơn so với cả thép 316L mà anh em thường thấy ở trong rất là nhiều những dòng máy đồng hồ xa xỉ khác. Em này của mình sẽ là một thiết kế đồng hồ mang phong cách kinh điển đến từ thương hiệu Rolex. Ở đây thì mình sẽ có được bộ dây Jubilee, niềng thì sẽ là niềng khí tạo ra được sự phản xạ rất là tốt. Kết hợp với đó thì sẽ là kim cọc bằng vàng, đính thêm cả dạ khoang, giúp cho anh em có thể nhìn giờ kể cả trong điều kiện thiếu ánh sáng. Ở đây thì mình sẽ có được những đường nét trải tia với phần trụ kim là trung tâm, và nó sẽ tăng thêm sự bắt sáng rất là nhiều dành cho thiết kế đồng hồ này. Mặt trải tia Sunburst, nếu như anh em có ánh sáng mạnh chiếu vào thì nó sẽ ra một màu phớt hồng, còn nếu như ánh sáng yếu hơn chiếu vào thì nó sẽ ra một màu xám tối. Và cái việc thay đổi màu sắc trên đai của chiếc đồng hồ nó cũng sẽ tạo ra được một sự độc lạ, độc đáo rất là cao dành cho thiết kế đồng hồ này. Bộ máy phía bên trong chiếc đồng hồ sẽ là bộ máy đời máy mới nhất đến từ thương hiệu Rolex, bộ máy 3235. Với bộ máy này thì anh em sẽ có được 31 chân kính, 70 giờ chữ cót và 28.800 tần số dao động anh em nhé. Về phần thân vỏ, tình trạng thì cực kỳ đẹp, rất là bắt mắt rồi. Nguyên zin full set, date 2022. Khóa thì có khả năng giãn nở ra vào, giúp cho anh em đeo vừa tay nhất có thể. Với thiết kế đồng hồ này thì anh em muốn lấy tại hãng sẽ tương đối là khó. Bản cọc dạ quang thậm chí còn hiếm hơn cả bản cọc đính kim cương. Hiện tại thì mình đang có sẵn một em lướt full set date 2022, mình đang giao lưu chỉ loanh quanh là 379 triệu mà thôi anh em nhé. Đó chính là chiếc đồng hồ Rolex đề mi vàng hồng 18K. Còn ở đây thì mình sẽ có được một em Hublot vàng, cũng là vàng hồng như là vàng King Gold 18K. Vàng King Gold cũng là một trong những loại vàng mang công nghệ chế tác độc quyền đến từ thương hiệu Hublot. Và loại vàng này nếu như anh em so sánh với vàng của Rolex thì anh em sẽ thấy vàng của Hublot có phần đỏ hơn một chút, hồng hơn một chút. Hublot là một trong những thương hiệu được rất là nhiều những diễn viên, ca sĩ, người nổi tiếng trên thế giới đeo và chơi ở trên cổ tay.
Đây cũng là một trong những thương hiệu theo như mình thấy sẽ dành cho giới trẻ. Chiếc đồng hồ mình giới thiệu đến anh em sẽ thuộc dòng máy Hublot Big Bang, và thiết kế của những dòng máy Hublot Big Bang thì luôn phong mang đến một phong cách cực kỳ là mạnh mẽ. Ở đây thì mình sẽ có được tương đối là nhiều kim ở trên mặt của chiếc đồng hồ này. Đầu tiên mình có thể kể đến kim giờ, kim phút cùng với cả kim giây ở vị trí góc 9 giờ. Còn kim giây đang chạy ở đây thì nó chính là kim giây của đồng hồ chronograph, chỉ khi nào anh em bấm giờ nó mới chạy mà thôi. Còn nếu như anh em bấm dừng thì nó sẽ dừng lại luôn. Bên góc 3 giờ thì sẽ là phần kim phút của đồng hồ chronograph. Và nếu như anh em reset thì tất cả kim giây cũng như kim phút của đồng hồ chronograph nó sẽ reset về vị trí ban đầu. Chỉ có kim giây cũng như kim giờ, kim phút của đồng hồ chính thì lúc nào cũng chạy mà thôi. Phần kim cọc của chiếc đồng hồ này thì đều được làm bằng vàng King Gold, đi cùng tông luôn với phần thân vỏ của chiếc đồng hồ, và nó cũng sẽ được đính thêm cả dạ quang. Anh em để ý thấy này, hai chiếc đồng hồ này tuy là kim cọc đều đính dạ quang, nhưng nhìn chiếc đồng hồ Hublot thì anh em sẽ thấy nó mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn hẳn so với cả chiếc đồng hồ Rolex. Chiếc đồng hồ Hublot này của mình thì sẽ sử dụng phần thân vỏ tương đối là dày, mạnh mẽ. Ở đây thì mình sẽ còn có thêm phần nhựa được phối kết hợp giữa phần niềng và phần thân vỏ để tăng thêm khả năng chống va đập dành cho thiết kế đồng hồ này. Anh em có thể nhìn được vào phía bên trong mặt của chiếc đồng hồ. Đây là một em sử dụng thiết kế skeleton, có nghĩa là mặt đằng trước cùng với cả mặt đằng sau anh em đều có thể nhìn vào chiêm ngưỡng những kiệt tác mà hãng đã chế tạo ở trong bộ máy của chiếc đồng hồ. Em này thì ngoài chức năng xem giờ phút giây, chức năng bấm giờ chronograph ra thì nó còn có thêm khả năng xem lịch ngày nữa. Ô lịch ngày thì sẽ được đặt ở góc 3 giờ. Còn vòng atrium ngoài cùng thì mình sẽ có các cọc vạch cùng với cả những chữ số học trò chia dùng vào để chỉ phút. Dòng chữ Hublot cùng với cả thiết kế logo của hãng thì sẽ được đặt ở trên phần mặt kính của chiếc đồng hồ này. Còn phần dây, phần khóa hãng sẽ thiết kế theo phong cách của Audemars Piguet, một trong những thương hiệu hàng đầu, top 3 thương hiệu trên thế giới. Anh em sẽ thấy được bộ dây này sẽ tạo ra được sự phản sáng, bắt sáng cực kỳ là tốt. Đồng thời, nó cũng sẽ cực kỳ nam tính ở trên cổ tay của các anh em. Và đằng sau đáy thì sẽ là một thiết kế đáy hở và anh em có thể chiêm ngưỡng được bộ máy phía bên trong. Em này của mình thì sẽ sử dụng bộ máy HUB 1280 Full Adjust, có nghĩa là đã được căn chỉnh đến tận 6 vị trí. Ngay đến như những bộ máy cao cấp của Rolex, nó cũng chỉ căn chỉnh ở 5 vị trí mà thôi. Tối đa là 6 vị trí, còn thông thường sẽ là 5 vị trí với những dòng máy đồng hồ cơ xa xỉ. 6 vị trí với 5 vị trí có nghĩa như nào? Thì anh em biết rằng là một chiếc đồng hồ cơ thì nó không chạy như đồng hồ pin. Nó sẽ có sai số, sai lệch ở mỗi vị trí khác nhau. Ví dụ như là ở vị trí mặt ngửa này, vị trí mặt sấp này, vị trí bên này, bên này, bên này và bên này. Tổng cộng là 6 vị trí. Và mỗi một vị trí khác nhau thì lại mang đến cho anh em một bộ máy với những thông số, sai số khác nhau. Và một chiếc đồng hồ được căn chỉnh ở 6 vị trí tối đa thì nó sẽ mang đến sự chính xác rất là cao dành cho thiết kế đồng hồ. Núm thì sẽ là núm cổ chai anh em nhé. Nếu anh em muốn chỉnh lịch giờ phút giây cũng như lịch ngày thì anh em cần phải vặn cái núm này ra trước thì anh em mới có thể chỉnh được. Nó cũng giống như là chiếc đồng hồ Rolex sử dụng núm cổ chai để làm tăng tối đa khả năng chứa nước của chiếc đồng hồ. Chỉnh xong thì anh em ấn cho mình kịch cái núm này vào, sau đó vặn xoáy theo chiều ngược lại, như vậy sẽ là ok. Hublot thiết kế cái phần núm này rất là dễ vặn anh em ạ, nên anh em kể cả có ra mồ hôi tay hay như thế nào hay là đeo găng thì anh em đều có thể vặn rất là dễ dàng. Mặt kính là sapphire nguyên khối chống xước, được phủ thêm cả chống lóa nữa. Tình trạng thì không có gì để chê rồi, date thì cực kỳ là cao 2023. Thân vỏ thì được làm bằng vàng đúc nguyên khối, nó sẽ rất là phù hợp với cái anh em nào thích những chiếc đồng hồ cực kỳ dân chơi, chất chơi. Size thì phù hợp với anh em có chu vi cổ tay vừa và cổ tay to. Hơi nhỏ một chút thì anh em vẫn đeo được. Bộ dây thì cực kỳ xuất sắc rồi. Mỗi lần anh em nghiêng ở những góc độ khác nhau thì cái bộ dây này sẽ phản sáng, bắt sáng cực kỳ là tốt. Tay mình 15.7 cm ở đây anh em nhé. Chiếc đồng hồ này nếu như anh em lấy new tại hãng thì anh em sẽ phải bỏ ra phía mức giá khá là cao, lên đến hơn 1 tỷ, gần 1 tỷ rưỡi. Còn hiện tại thì mình đang có săn một em lướt full set nguyên zin một chủ, date 2023, mình đang giao lưu chưa đến 800 triệu. Thế anh em nào mà quan tâm về một trong hai thiết kế đồng hồ ngày hôm nay, em Rolex full set 2022 379 và em Hublot full set 2023 gần 800 triệu, thế anh em có thể nhắn tin
gọi điện trò chuyện với mình qua số điện thoại hotline 097 393 3873. Mình có nhận Zalo được các tất cả những dòng máy đồng hồ luxury chính hãng. Và anh em thấy các bạn mình qua Zalo, qua Facebook để cập nhật thêm những mẫu đồng hồ mới, hoặc cần tư vấn bất cứ điều gì, anh em cứ thoải mái nhắn tin, gọi điện, trao đổi với mình. Cảm ơn theo dõi và xin hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào quý anh chị em.